Kính thưa quý vị, mở đầu cái phần tin Việt Nam đêm nay là bản tin liên quan tới việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bị mất chức. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026 theo nguyện vọng cá nhân. Quyết định được Ban chấp hành Trung ương thống nhất tại hội nghị bất thường chiều ngày 20 tháng 3 sau khi xem xét đơn xin thôi giữ các chức vụ của ông Võ Văn Thưởng. Thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng phát ngay sau cuộc họp cho biết, Ban chấp hành Trung ương đánh giá ông Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Thưởng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Thông cáo nói rằng những vi phạm, khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước và cá nhân. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, nhà nước và người dân, ông Thưởng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Đây là hội nghị bất thường lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng kể từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026. Hơn một năm, vào ngày 2 tháng 3 năm 2023, ông Võ Văn Thưởng lúc đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 thay cho ông Nguyễn Xuân Phúc xin thôi nhiệm vụ. Chủ tịch nước là chức danh do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội, do đó quy trình miễn nhiệm Chủ tịch nước với ông Võ Văn Thưởng sẽ do Quốc hội thực hiện. Tiếp đến là tin về việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ tiếp tục áp thuế chống bán phá giá cá da trơn Việt Nam. Các thượng nghị sĩ tuyên bố chiến thắng thuộc về những nhà sản xuất cá da trơn Hoa Kỳ khi chính quyền của Tổng thống Biden đảo ngược quyết định có lợi cho chính quyền của Cộng sản Việt Nam. Văn phòng Liên bang Federal Register vào ngày 14 tháng 3 cho hay, chính phủ đang bãi bỏ quyết định sơ bộ nhằm giảm thuế chống bán phá giá cá da trơn đối với tất cả các nhà sản xuất Việt Nam, trong đó có cả các công ty nhà nước. Hồi tháng 9 năm ngoái, Bộ Thương mại Hoa Kỳ viết tắt là DOC công bố mức thuế mới giảm xuống chỉ còn 0.14 Mỹ Kim một ký từ mức 2.39 Mỹ Kim một ký, được đưa ra sau đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ 19. Chỉ vài ngày sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ nâng quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện. 8 thượng nghị sĩ khi đó đã phản đối quyết định sơ bộ, cho rằng hành động này sẽ gây thiệt hại kinh tế đối với người nuôi và chế biến cá da trơn Hoa Kỳ nếu chính quyền thông qua quyết định sau cùng. Thượng nghị sĩ Hi Smith của tiểu bang Mississippi hôm 18 tháng 3 ra thông cáo rằng, việc hủy bỏ rà soát sẽ khôi phục một cách hiệu quả mức thuế chống bán phá giá 2.39 Mỹ Kim một ký đối với các lô hàng cá da trơn từ các công ty do chính phủ kiểm soát ở Việt Nam. Với quyết định này, các chuyến hàng từ những công ty có hành vi lao động vi phạm nghiêm trọng nhân quyền và sản xuất cá da trơn bằng cách sử dụng hóa chất và thuốc nguy hiểm gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng sẽ tiếp tục bị ngăn chặn. Theo báo Công Thương, Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất cảng cá da trơn thứ hai của Việt Nam với tỷ trọng 22% sau Trung Cộng. Theo số liệu của Hiệp hội Chế biến và Xuất cảng Thủy sản Việt Nam hay còn gọi là VASEP, tính tới ngày 15 tháng 8 năm 2023, xuất cảng cá tra Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 169 triệu Mỹ Kim, giảm 59% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam xuất cảng chủ yếu sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh, cá tra cắt miếng, cắt khúc đông lạnh, cá tra tẩm bột đông lạnh, khô cá tra phồng và cá tra chiên sang thị trường Hoa Kỳ. 4 người Ấn Độ bị bắt vì buôn lậu SIM card vào Việt Nam. Vào ngày 18 tháng 3, mạng báo Gateway to Gaming dẫn thông báo của cảnh sát Ấn Độ cho biết, cơ quan chức năng Ấn Độ vừa cho bắt 4 người với cáo buộc buôn lậu sang Việt Nam những SIM card đã kích hoạt, mục đích để người mua dùng chúng chơi game trên mạng và những ứng dụng mạng xã hội khác. Báo cáo của cảnh sát nêu rõ 4 người nhận tiền thanh toán thông qua một nền tảng tiền số hóa của Trung Cộng mà gần đây bị cấm tại Ấn Độ. Báo cáo cho thấy 4 nghi phạm nhắm đến những người lao động làm công ăn lương ngày, đưa tiền cho họ mua SIM card mà họ đứng tên. Số SIM card này được bán sang Việt Nam để người dùng chơi game và dùng cho các ứng dụng mạng xã hội khác.
Cảnh sát tiến hành điều tra sau khi nhận được tin báo từ giám đốc một công ty vận chuyển tại ga hàng hóa sân bay quốc tế Indira Gandhi. Tin báo cho biết phát hiện thấy lô hàng giả dạng trong đó có chứa SIM card gửi đến các địa chỉ ở Việt Nam. Những địa chỉ này được lấy nguồn từ các nền tảng mạng xã hội. Kết quả điều tra còn cho thấy SIM card đứng tên của những người cư ngụ tại khu vực quanh thành phố Agra, bang Uttar Pradesh. Thành phố Agra có khu đền nổi tiếng là Taj Mahal. Tiếp đến là tin Pacific Airlines được xóa nợ 220 triệu Mỹ Kim. Tại buổi làm việc với Cục Hàng không Việt Nam vào ngày 19 tháng 3, Pacific Airlines đã báo cáo về tình hình hoạt động, trả tất cả máy bay đã thuê và được xóa nợ. Trong quá trình đàm phán trả máy bay, hãng Pacific Airlines đã thành công trong việc thuyết phục chủ cho thuê xóa khoản nợ lên tới 220 triệu Mỹ Kim, tương đương hơn 5.000 tỷ đồng. Ngay sau khi đàm phán thành công với chủ máy bay, Pacific Airlines đã xúc tiến thuê 3 máy bay của Vietnam Airlines để duy trì hoạt động, giữ giấy phép khai thác. Với việc giảm được khoản nợ lớn từ chủ cho thuê, Pacific Airlines kỳ vọng nhà đầu tư mới sẽ có cơ hội lớn hơn tham gia tái cơ cấu hãng hàng không này. Trong quá trình tạm ngưng hoạt động, hãng sẽ đẩy nhanh tiến độ thuê máy bay, trả slot không sử dụng theo quy định. Pacific Airlines đề nghị Cục Hàng không Việt Nam hướng dẫn hãng về thủ tục, tạo điều kiện duy trì giấy phép, hoạt động và các vấn đề khác trong quá trình tái cấu trúc của hãng. Trước đó, vào ngày 18 tháng 3, hãng đã từng hoạt động chuẩn bị đưa tàu sang nước ngoài để trả máy bay. Đề xuất dẫn nước sông Sài Gòn chống hạn mặn cho miền Tây. Những ngày giữa tháng 3, các tỉnh miền Tây đã phải gồng mình chống chọi với đợt cao điểm nắng nóng và hạn mặn khốc liệt. Mặn xâm nhập hệ thống sông Rạch tại Bến Tre ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục ngàn hộ dân. Tại Cà Mau, tình trạng khô hạn được cho là nguyên nhân chính gây ra 340 vụ sụt lún sạt lở đất. Trước tình hình đó, chính quyền Bến Tre và Cà Mau đề xuất dẫn nước từ các sông Hậu, Sài Gòn, Đồng Nai về địa phương hạn chế khô hạn, sụt lún, thiếu nước trong mùa khô. Tuy nhiên, theo ông Lê Anh Tuấn là cố vấn khoa học về nghiên cứu biến đổi khí hậu trường Đại học Cần Thơ cho biết, phương án nói trên rất khó khả thi vì vào mùa khô hạn, các sông đều ít nước chứ không riêng gì một số khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long. Chưa kể sông Sài Gòn, Đồng Nai đang bị ô nhiễm, nếu đưa về miền Tây thì cần tính toán vấn đề môi trường. Tiếp đến là tin về việc hơn nửa triệu lao động Việt Nam làm ở Nhật Bản tăng 8 lần trong 10 năm. Đây là thông tin được ông Ishijika Hisa, bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản, cho biết tại hội thảo tiên phong trong nỗ lực dịch chuyển lao động quốc tế giữa Nhật Bản và Việt Nam vào ngày 19 tháng 3. Theo ông Ishijika Hisa, nhân lực Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong kinh tế Nhật Bản. Hiện có khoảng 520.000 người, tăng 8 lần trong 10 năm qua. Trong đó, số thực tập sinh chiếm tới 40%. Hết năm 2023, tổng lao động theo chương trình kỹ năng đặc định hơn 110.000 người, chiếm trên 53% tổng số lao động nước ngoài. Tháng 3 năm 2024, đã có hơn 300 thí sinh tham gia kỳ thi kỹ năng đặc định ở Hà Nội. Đại diện Đại sứ quán Nhật Bản cho hay nước này đang có nhu cầu nhân lực rất lớn ở 12 ngành. Đó là ngành sản xuất thực phẩm, đồ uống, xây dựng, chế tạo máy, vật liệu, điện hoặc thông tin điện tử, bảo dưỡng ô tô, công nghiệp đóng tàu, thiết bị hàng hải, nông nghiệp, ngư nghiệp, chăm sóc, điều dưỡng, vệ sinh tòa nhà, hàng không, dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống. Đánh giá lao động người Việt chăm chỉ, chịu khó, ông vẫn khuyên lao động muốn tham gia chương trình kỹ năng đặc định cần trau dồi năng lực tiếng Nhật, kiến thức kỹ năng nghề. Người Việt giữ ít tiền mặt hơn trong bóp. Theo nghiên cứu về thái độ thanh toán của người tiêu dùng năm 2023 do Visa mới vừa công bố, thời gian trung bình người Việt không chi tiêu tiền mặt là 11 ngày liên tiếp trong tháng, tăng gần 4 lần so với năm 2022. 56% người dùng được hỏi, nói là họ mang theo ít tiền mặt hơn. Một tín hiệu khác từ thị trường cũng cho thấy người Việt dần dần giảm nhu cầu rút tiền. Số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến cuối tháng Giêng, thị trường có 20.986 máy ATM, giảm gần 2% so với cùng kỳ năm 2023. Hiện tượng quá tải tại các ATM thường thấy vào dịp lễ Tết không còn diễn ra. Nhu cầu để tiền trong bóp của người Việt giảm khi thanh toán qua QR bùng nổ, cùng đà phát triển bóp điện tử.
Theo khảo sát của Visa, 62% người được hỏi có dùng thanh toán QR. Việt Nam cũng thuộc top đầu Đông Nam Á về tăng trưởng người dùng ví điện tử mới. Bóp điện tử ở Việt Nam dự kiến đạt 50 triệu vào cuối năm nay, tăng 28% so với năm ngoái, theo số liệu của Flink Group. Quý vị vừa theo dõi phần tin Việt Nam. Sau một vài giây phút giới thiệu các cơ sở thương mại, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần tin Hoa Kỳ. Kết thúc phần tin Việt Nam, chúng tôi xin tạm dừng bản tin trong giây lát và sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ cùng các bản tin chính như sau. Tổng thống Biden thúc đẩy kế hoạch để giảm giá thuê nhà và công kích ông Trump ở Nevada. Ông Trump gây phẫn nộ vì nói những người Do Thái bỏ phiếu cho phía Dân Chủ ghét tôn giáo của họ và Israel.